Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bình. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ cuộc chơi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nha. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên trong quân, trong bát, trong đĩa, tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em đi này, ở trong cái sới bạc kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha, nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha, nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quần anh em nha. Anh em như thế này, cứ khoảng cách từ 2.5 mét đến 3 mét, ai làm gái ai sóc gái được, anh em đúc ở đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quần anh em nha. Anh em như thế này, cái máy này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân trong ba trong nghĩa, nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, tức là dùng một cái mà chẵn nó sẽ dùng hai cái, dùng là dùng trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em lưu này, đây là bộ bát xay chín, đây tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nha, bát đi ho hoàn toàn là xay chín anh em lưu nhá. Anh em ạ, xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Cái đồ này mới ra, anh em nhanh cái alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nha. Với cái dụng cụ này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quần anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quần anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như thế nào, có nó tím lúc mọi người chỉ mình mới biết anh em nha. Bây giờ tôi hất một bộ quần này anh em, anh em nhìn thấy chưa, hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế tôi sắp thử một nơi anh em nha. Anh em mà sóc này, những tiếng quân đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 5 triệu mà lẻ này, mở này không bàn sai ba đèn anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai dung tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, cơn cái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nhé một cái và dung một cái, trong mắt trong nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này không bao giờ sai, ba trắng này, chồng quân này chồng vị, máy thua đều đưa ra kết quả anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong mắt để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nha, ba chẳng sóc tiếp này, nó sẽ thua được tất cả nha, từ 2.5 mét về cho anh em nha. Máy báo rung ai rồi, trong mắt trong nhiên tất nhiên chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy làm gì có chuyện sai anh em, cái đồ này mới ra anh em nghe tên alo trực tiếp mình, số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung ai rồi, trong ba trong nhiên tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt tiếng này cũng ra đây mà thôi, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh một tiếng bạc này, máy báo rung một rồi, trong ba trong nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ lẻ này, mở này ba đây này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, bây giờ tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của cái máy thu âm quân vị như nào rồi.
Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát. Anh em đi đi nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đi, quần cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quần vịt V68 này thôi anh em nha. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quần anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Anh em đi này, bát đĩa quần cán hoàn toàn là sai chín, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Bây giờ tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chín anh em nha. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em hiểu nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý này, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, thăng long hay villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý này, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em đi về, cứ cần cái sóc lên, những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát, trong đĩa anh em nhá. Anh em đi về, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em đi về, ai làm cái, ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nha. Bây giờ tôi kiểm tra luôn bát đĩa này. Tôi xoay như này, như cuối cái video này, tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nha. Để kiểm chứng cho anh em, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nha. Sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nha. Rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sắp xong cứ nảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nhé một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sắp sau, cái này sau này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nhé một cái, tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bao giờ xài. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ chắn này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Anh em nhanh tay alo số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nha. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào chắn, bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi. Mở, không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sắp hai sắp tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này, máy báo rung 2 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên sấp 2 rồi. Đánh cả 1 tỷ và sấp 2 rồi, chắc này anh em này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sóc xong ạ, những cái bộ quân nó nhẹ xuống, nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 2 rồi, cứ cái sóc xong đặt xuống là những cái bộ quân nó nhảy nó sẽ thu âm được nha anh em nhá. Đánh 1 tỷ vào chắn này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đây mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ?
anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín, là anh em biệt được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là xanh chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là xanh chín anh em nha. Anh em này 100% là xanh chín anh em nhá. Cảm ơn em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bình. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị A1. Với cái máy thu âm quân vị A1 này, anh em vào những sòng cái sới muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể làm chủ chơi anh em nhá. Anh em vào sòng vào sới chỉ cần cho tôi cái máy thu âm quân vị A1 này thôi là anh em làm chủ chơi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha. Cứ gần cái sóc lên những cái tiếng quân nhảy ở trong bát trong đĩa, nó sẽ có những tiếng động anh em nha. Anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được, bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha. Nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản. Với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống, tất nhiên nó là lẻ, máy tức khắc rung một cái, và mặt chắc nó sẽ rung hai cái anh em nhìn nha. Cứ một cách từ 2 mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nha. Trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ, nhưng máy nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi. Còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ. Đây là bộ bát đĩa xanh chín, tôi thử luôn anh em nhá, anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này. Anh em đi về tôi kiểm chứng như này, nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín. Anh em đi mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đi thử hàng trực tiếp anh em nhá. Hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ. Bây giờ anh em đi chơi, anh em hãy khởi động nguồn lên. Khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá. Bây giờ tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung nó như nào. Còn nếu tí nó đúc con người cũng khoảng cách 2 mét hất về đúc ở đâu nó sẽ thu được tất cả anh em nhá. Hất về mặt như nào chắc nó sẽ rung hai cái, mà lẻ nó sẽ rung một cái. Bây giờ tôi sóc luôn cho anh em, tôi đánh thử luôn anh em. Xong rồi có những tiếng quân đang nhảy anh em này, đặt xuống là thu âm tận nghe anh em nhá. Máy báo rung một và đèn rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả các loại lẻ luôn. Mở này không mở sai ba đèn này anh em này, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Đi rồi, có những cái quân nhảy này đặt xuống là thu rồi anh em nhá. Đèn nó nháy hai cái rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là chắc rồi, đánh cả Hà Nội chắc luôn. Mở này không mở phải có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái đồ độc quyền rồi. Máy báo rung một rồi và nhé một cái rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ lên. Mở này không mở sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả nha anh em nha. Qua ngoài tiếng bạc tôi để ra cái bát để cho anh em nhìn được cái đèn và cái độ rung nó như nào. Bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn người tôi đi kỷ niệm cho em vài ba thứ bạn này. Anh em những ngay tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung hai rồi, trong quan trọng đến tất nhiên chắn rồi, đánh cả 1 tỷ và chắn thôi. Mở này ai đã để ra đây của tôi, mở không mở sai, trong quân hay trong vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, đây những cái quân nó nhảy lên này, anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nhá. Người thì làm sao nhận ra được đúng không anh em? Máy vẫn báo rung 2 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên chắc rồi, đánh cả cá nội chắc luôn. Mở này không mở một chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc đây này, bạc đi rồi, máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả cá nội lẻ luôn. Mở này
ba đen này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị A1 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, và bát đĩa quân quán hoàn toàn là dành cho rồi. Bởi tôi sẽ để ra bát để tôi lập tiếp để cho anh em cảm nhận được cái điện và cái độ nháy của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy không? Hai rung và hai nháy anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy này thôi, cái máy thu âm quân vị A1 thôi, bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi. Bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha, kiểm chứng luôn cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mang hỏi bát đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nha. Tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi, cái đồ này anh em ạ, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em. Anh em này 100% là xanh chín luôn, bát luôn anh em. Anh em này, anh em nào có nhu cầu mua hàng xin hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bắc. Anh em nào gần đâu đến nhà cửa hàng trực tiếp đúng như video đấy. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân, nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng nào cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng. Cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nha. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nha, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nha. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi, bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu, nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu, nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nha, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nha. Bởi tôi kiểm chứng, tôi sóc thử nó cho anh em nha. Tứ trắng sóc này, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ vào số 2. Mở này, không bao giờ có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ vào lẻ. Mở này, ai đặt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi. Mở này,
không bỏ xài ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai ba trắng này anh em này. Tiếp này anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này không mà sai tứ tử đen này anh em này. Tiếp này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá, tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này không bỏ sai ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này. Mở này ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa, tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số điện trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em, để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nha. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nha. Cảm ơn anh xem clip.